thực sự hữu dụng cho những khách nào cần cái sự chỉn chu trong bài hát, không muốn nghe quảng cáo và không muốn nghe một cái sự tiện lợi nhất định, một cái sự chuyên nghiệp nhất định trong cái bộ dàn karaoke của mình. Hai cái loa với cái đẩy ấy, là hai cái gần như là giá trị nhất trong bộ dàn karaoke của mình rồi. Nên nếu mà mình đã thay cái này là gần như mình thay hết nguyên bộ dàn. Hello, xin chào mọi người, rất vui gặp lại mọi người ha. Thì mình là Khánh. Clip này thì mình sẽ gợi ý cho mọi người một số cách thức, một số phương pháp để mình có thể nâng cấp cái bộ dàn karaoke hiện tại của mình ở nhà. Thì nên nâng cấp cái gì, nâng cấp thiết bị như thế nào, rồi lựa chọn sản phẩm nào cho phù hợp, thì tất cả sẽ có trong clip này hết. Bắt đầu thôi. Thật ra là có rất là nhiều lý do để mình nâng cấp bộ dàn karaoke. Lý do đầu tiên mà mọi người hay nâng cấp dàn karaoke á, đầu tiên là hát á, mình không có đủ được hay á, hát nó bị nặng á. Thì nguyên nhân của nó là gì? Nguyên nhân của nó đầu tiên là do, có thể là do micro. Micro có thể xài thời gian lâu quá, nó bị xuống cấp này kia. Nguyên nhân thứ hai cũng có thể đến là do từ cái âm ly. Mình cái âm ly hoặc cái vang số của mình cân chỉnh chưa đúng, mình chưa được tối ưu. Và nguyên nhân cuối cùng là do loa nha. Do loa, cái loa đó không có hát được mà mình vẫn cố ép nó hát. Đó, thì nó sẽ hát ra rất là dở. Thì cái này mình, cái phần loa mà chọn sai này là mình thấy khách hàng bên mình qua tư vấn á là bị nhiều nhất. Thì khách thường hay, có những khách, mình ví dụ luôn, có một khách ở Vũng Tàu đợt trước mình vừa xuống tư vấn, thì khách xài những cái loa thương hiệu rất là tốt, mình không tiện nói ra đây, nhưng mà anh lại chọn nhầm cái loa để karaoke là cái loa thông báo. Thì không biết đơn vị nào tư vấn cho họ, tôi cho anh, nhưng mà cái loa đó thực tế là loa thông báo để do cà phê thôi, nhỏ xíu vậy à, không hát được, công suất không đủ. Thế nhưng mà cố ép vô karaoke nên là hát rất là dở, mà hát không ra nổi luôn, rất là nặng. Đó, thì nên xuống dưới mình phải thay lại cặp loa khác. Rồi còn một cái nữa là bên mình gặp rất là nhiều là những khách hàng mà không biết bên nào tư vấn nha, mà hỏi là loa Marshall này, hoặc Audio R, mấy cái loa Bow Mini nhỏ xíu, hỏi có hát được không, rồi mua mic echo về hát. Nhưng thực tế những cái loa đó không hát được. Và ngay cả bên mình cũng nói thì hơi ấy, nhưng mà mình cũng không có tư vấn cho khách là không nên mua cái mic echo bên mình. Bởi vì là cho dù có mua cái mic echo bên mình gắn như loa đó nữa, nhưng bởi vì bản thân cái loa đó không hát được, thì cho dù cái mic có hay cỡ nào, cái dàn đánh có tốt cỡ nào, thì cái loa không hát được là cái loa không hát được. Có cắm như thế nào vô, có làm như thế nào nữa, nó cũng không hát được luôn. Nên là cái này mọi người phải tìm hiểu thật kỹ và lựa chọn thật đúng cái loa để hát được, có khả năng hát được. Đó, thì mình mọi người hãy chọn cho dàn karaoke của mình. Đó, rồi đến nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân về cái phần âm ly và cái phần mixer. Thì cái này thì thật ra là rất là khó rồi, cái này nó đụng đi chuyên môn. Thì nếu mà mọi người muốn hay hơn, mọi người muốn tốt hơn á, thì mọi người bắt buộc phải thuê kỹ thuật viên xuống, mọi người chỉnh lại rồi. Cái này thì trừ khi âm đi thôi, âm đi thì nó dễ, thì mình có thể cân chỉnh lại xíu. Nhưng mà về vang số thì bắt buộc mọi người phải thuê kỹ thuật viên rồi. Nguyên nhân cuối cùng mà nguyên nhân nó có xảy ra ít nhất, đó là hư mic. Đó, thì đương nhiên mic là cái đồ mà nó suy hao nhiều nhất trong cái dàn karaoke của mình. Thì mic xài thời gian tầm độ vài năm thì cái đầu mic nó sẽ bị bớt hút đi, rồi nó bị ảnh hưởng gì trong, nó bị reset này kia nhiều cái, thì đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mic. Thì lúc đó thì mình nên thay mic cái bộ mic khác là ok. Lý do thứ hai mà mọi người hay hỏi mình nâng cấp bộ dàn karaoke, đó là do cái bộ dàn mình bị hú. Bị hú thì thật ra cực kỳ nhiều nguyên nhân. Bởi vì là nó có thể từ nguyên nhân đến do cách cầm mic của mình nó sai, hoặc là do vang số mình chỉnh chưa có đúng, hoặc là do cái gain độ lớn của mic á, mình quá lớn, hay cũng có thể do không gian của mình quá bị dội đi, nó không có tiêu âm nên là nó dội vô cái mic nó hú. Đó, thế là rất là nhiều nguyên nhân. Nên cái này thì thật ra thì mọi người mà muốn biết được chính xác nguyên nhân vì sao bị hú á, thì mọi người bắt buộc mọi người phải nhờ mọi người có chuyên môn đến test thử bộ dàn thì mới biết được. Xử lý cái vấn đề này, xử lý vấn đề hú thì cũng đơn giản thôi. Thì mọi người chẳng qua, mọi người chỉ cần, nếu người đang xài âm ly á, thì mọi người có thể nâng cấp lên vang số để mọi người cắt cái hú đi cho nó triệt để hơn. Đương nhiên là vừa cắt hú mà vừa nhạc hay hơn nữa. Rồi, lý do thứ ba mà thường để mọi người nâng cấp dàn âm thanh đó là gì? Đó là âm thanh nghe chưa có hay, nghe chưa đủ phê, nghe chưa đủ lớn. Thì cái này thường lý do nó đến là do cặp loa hoặc cái dàn âm thanh công suất hơi bị bé so với cái phòng. Chẳng hạn như một cái dàn âm thanh cơ bản mọi người hay xài xưa giờ đi ha, là một cặp Bow 301.
thì một cặp Go 301 chỉ quýnh được một cái không gian chỉ độ tầm khoảng 10-15 m² thôi. Mà nếu mà cặp đó mà mình để xuống phòng khách nó không gian đến tầm 20-25 m² thì chắc chắn là nó bị loãng và nghe chưa đủ ấm, chưa đủ hay. Thì với những cái trường hợp như thế thì mọi người, dĩ nhiên là mọi người phải bổ sung thêm loa rồi, nhưng mà mọi người bổ sung thêm loa như thế nào nữa đó. Chẳng hạn ví dụ như mọi người có một cặp loa thì mọi người muốn âm thanh nó hay hơn, nó tốt hơn thì mọi người có thể bổ sung thêm sub. Nhưng nếu mọi người đã có cặp loa với cái sub rồi á mà mình muốn âm thanh nhiều hơn á thì có hai phương án. Hoặc á, là mọi người phải kiếm cái loa y chang như vậy nữa, mọi người đầu tư thêm. Hai á là mọi người thay luôn cặp loa. Nhưng mà cái phương án mà thay luôn cặp loa thì nó hơi tốn tiền xíu, bởi vì cặp loa thường mình mà muốn nâng cấp lên một cặp loa bự á thì mọi người thay phải thay luôn cái đẩy. Đó, loa với đẩy đi chung với nhau, vì công suất một cái loa lớn thì phải cái đẩy lớn, một cái loa nhỏ thì phải cái đẩy nhỏ. Đó, nên là mình mà nâng cấp cái loa lên cái là cái đẩy nó cũng đi theo luôn. Có nghĩa là mình phải dục luôn cái đẩy cũ đi hoặc cái âm đi cũ đi. Ngoài ra nữa, nếu mà mọi người mà mua thêm một cái cặp loa nữa thì thật ra là setup nó hơi phức tạp nha. Vì đó giờ là setup 4 cái loa là 2 cặp á, là những cái setup rất là khó. Phải có kỹ thuật chuyên, chỉnh rất là chuyên mới chỉnh được thôi. Chứ còn không phải mọi người cứ mua loa về mọi người cắm lên là nó hay đâu. Khi mà mọi người chơi 2 cặp loa 4 cái 4 góc á thì cái đó setup rất là phức tạp chứ không có đơn giản. Tổng kết lại á thì nếu mọi người đang muốn nâng cấp một cái dàn karaoke cho mình á thì mọi người có những 5 cái ưu tiên sau đây để mọi người mình nêu ra cho mọi người cùng tham khảo nha. Ưu tiên đầu tiên để mọi người nâng cấp dàn karaoke đó chính là vang số. À, bởi vì rất nhiều dàn karaoke cũ bây giờ hiện tại vẫn chưa xài vang số mà vẫn đang xài âm ly. Đó thì vang số là một cái sản phẩm nâng cấp dàn karaoke rất là tốt dành cho mọi người. Nó có thể cắt hú nè, có thể cho giọng hát hay hơn nè. Nó sẽ không tăng công suất cho loa nha. Có nghĩa là cái dàn âm thanh độ lớn cố định rồi thì đưa vang số vô độ lớn nó cũng vậy thôi, không khác gì hết. Nhưng mà nó sẽ làm cho mình hay hơn nè, chống hú tốt hơn nè, hát hút hơn nè, bắt giọng hơn. Đó, đó là cái ưu điểm của vang số. Cái sản phẩm thứ hai mà mọi người nên đầu tư cho nâng cấp cho bộ dàn karaoke đó chính là sub, mà hay gọi là mình chỉ định luôn là loại sub điện. Bởi vì sao? Đầu tiên nếu mọi người chưa có sub nha, mọi người thêm một cục sub điện vào đầu tiên là nó sẽ tăng công suất cho dàn âm thanh, tiếng trầm ấm nhiều hơn, tốt hơn, dày hơn, nghe đã hơn. Ngoài ra sub điện cũng rất là dễ xài, nó không giống như sub hơi. Sub hơi mọi người như mình đã video biết, mình đã cho chia sẻ là nếu mọi người muốn xài sub hơi thì mọi người phải có đẩy này kia. Còn đây sub điện nó đã làm sẵn hết cho mình rồi, mình chỉ cần đưa vô dàn karaoke rồi mình cắm vô cái amply cắm hoặc cắm vô vang số là xong. Đó nên là nâng cấp sub điện rất là tiện cho mọi người sử dụng, rất là dễ luôn. Cái sản phẩm thứ ba mà mọi người nên ưu tiên nâng cấp đó là micro. Micro thì thực tế là cái sản phẩm như mình đã nói là cái sản phẩm dễ suy hao nhất. Thì xài trong vòng vài năm nó có thể bị mốc, nó có thể bị xét rỉ này kia ở trong cái đầu mic. Thì nó dẫn đến cái độ mic không được hút tốt nữa. Thì mọi người có thể thay một bộ mic khác. Nhưng cái này trừ khi nào cái mic của mình bị vấn đề mình mới thay nha. Còn nếu cái mic mình vẫn còn đang xài tốt, vẫn hoạt động tốt thì mình không cần thay. Cái độ ưu tiên thứ tư là loa và đẩy. Tại sao loa và đẩy mình đi chung với nhau á? Thì như mình đã nói rồi, loa lớn phải đi với đẩy lớn, loa nhỏ thì chỉ cần đi với đẩy nhỏ thôi. Nên nếu mình đã thay loa là mình phải thay đẩy. Nên hai cái này á, thay hai cái này, mà hai cái loa với cái đẩy á, là hai cái gần như là giá trị nhất trong bộ dàn karaoke của mình rồi. Nên nếu mình đã thay cái này là gần như mình thay hết nguyên bộ dàn, bởi vì chi phí đầu tư rất là cao. Đó thì cái nên là đó là lý do tại sao mình để độ ưu tiên cái loa với cái đẩy ở cuối cùng, gần cuối cùng, để cho mọi người biết là bởi vì thay loa và thay đẩy là gần như bằng, gần bằng mua mới bộ dàn luôn. Và nâng cấp cuối cùng mà cái độ ưu tiên thấp nhất mình đưa ở đây là chính là cái đầu karaoke. Đầu karaoke thực tế bây giờ như mình đã có chia sẻ trong clip trước đây á, là đầu karaoke bây giờ á, nó người ta hát trên online quá nhiều rồi, hát TV thông minh quá nhiều rồi. Nên đầu karaoke chỉ thực sự hữu dụng cho những khách nào cần cái sự chỉnh chu trong bài hát, không muốn nghe quảng cáo, một cái sự chuyên nghiệp nhất định trong cái bộ dàn karaoke của mình thì mới cần đầu tư cái đầu karaoke thôi. Còn lại mình hát trên TV cũng xuống cũng được, không hề vấn đề. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình có thể giúp cho mọi người hiểu thêm được các cái thành phần trong một cái bộ dàn karaoke để mọi người có thể lựa chọn và đầu tư một cách hợp lý nhất mà đúng nhất. Nếu mọi người thích cái nội dung của mình chia sẻ thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha, để mình có nhiều động lực hơn để mình ra clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.
Thank you.